Lu, ở ngoài có ai đang tìm con kìa. Con lớn á. Ra ngoài gì nói đi, nó đợi con nãy giờ kìa. Thôi con không ra đâu. Mày làm gì mày sợ nó dữ vậy? Ra ngoài gặp nó chút đi. Không, không có ra. Đừng có ép con mà, không có ra đâu, không có ra. Đã nó không muốn gặp mà. Đừng có nói nhiều nữa, không có muốn gặp. Mỗi lần gặp là tốn tiền à. Gì gặp tốn tiền là sao? Mệt. Thôi ba đừng có nói nhiều nữa, đã nói là không có muốn gặp nó nữa mà. Giải thích cho ba nghe nói coi. Nói thiệt cái bực mình lắm. Lễ lộc gì cũng bắt con tặng quà cho nó hết. Sắp tới giỗ tổ cũng không tha nữa. Thì kiếm gì tặng cho nó đi cũng được, có gì đâu. Mày lăng băng dữ gì luôn. Trời ơi, con nói ba không hiểu đâu. Nó kêu con một tặng iPhone 6 lên, hai tặng iPad, thằng không thì laptop. Tự lưu học dịch trơn à, tiền đâu mua. Nó làm như con đẻ cha không bằng. Thôi cho nó biến luôn đi. Thôi được rồi, bắt tay với ba cái bình tĩnh coi nè. Không sao đâu, giờ để ba giải quyết phụ con. Không có cần phụ gì á, đang muốn dẹp nó quan bên luôn, muốn chia tay luôn. Yêu thương gì đâu, suốt ngày cái môi móc không mà. Con nói ba không được mở cửa ra nghe, mở một cái con tự giận luôn á. Rồi bây giờ nè, ba cho con mượn tiền. Không có mượn tiền gì để trơn á, đã nói không có muốn mua. Ba mà cho con mượn tiền, chắc con mua bằng thịt bán con mới trả nổi. Không phải đâu, ba cho con mượn một mớ thôi. Rồi con tới FPT Shop, cứ lựa đại mặt hàng nào đó mua tặng cho nó đi. Sắp tới giỗ tổ, họ có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá dữ lắm. Mệt đổ mồ hôi. Thôi, dù gì mày cũng là thằng hốt nó. Giờ chia tay vậy có đáng mặt đàn ông hay không? Vậy hỏi ba mở cửa giùm con đi. Nãy giờ diễn sâu cũng chỉ vì muốn ba cho con mượn tiền thôi đó. Trời ơi, mày lợi hại dữ gì luôn. Thì luôn mà.